Cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19, tại tỉnh Phú Thọ tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 31 tháng 12, ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể tại thị xã Phú Thọ 18 ca, huyện Hạ Hòa 2 ca, huyện Thanh Ba 2 ca, thành phố Việt Trì 1 ca. Trong các ca mắc COVID-19 mới, có 6 trường hợp từ F1 hoặc trong khu vực cách ly phong tỏa đã được quản lý. 2 trường hợp trở về từ Hà Nội đã được chính quyền địa phương cách ly quản lý. 15 trường hợp mắc mới trong cộng đồng như vậy trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới, đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 1, cấp huyện 13 trên 13 huyện thị thành ở cấp độ 1.